Alo, hello, xin chào anh chị em. Cập nhật nhanh về tình hình thị trường trong cái phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Thì hiện tại như ở trên đồ thị thì anh chị trên bảng điểm thì anh chị đang thấy index hiện tại là lúc khoảng 2 giờ 15 đang tăng 7.61 điểm, kích bắt đầu chuẩn bị bước vào cái phiên ATC ở cái mức tăng là hơn 7 điểm nha. Thì hiện tại thì chúng ta thấy là thị trường tăng bởi những cái động lực như là các cái cổ phiếu nhóm ngân hàng như là BID nè, FPT nè, Techcombank nè, HBG, Vietcom nè, rồi PAL nè, HBG, rồi GVR nè. Thì chúng ta nhìn một xíu qua cái mặt điểm số nha. Đây. Đây chúng ta nhìn một tí qua cái mặt về mặt bảng giá thì anh chị có thể thấy như ở trên đây thì các cái cổ phiếu thuộc cái nhóm vốn hóa lớn thì ngày hôm nay nó đang tăng điểm tương đối tốt đúng không? Ở cái phiên buổi chiều hiện tại chúng ta thấy là BID này, hiện tại là đang lead chỉ số nè, đó tăng mạnh nhất. Đó. Rồi tiếp theo là những cổ phiếu khác như là Vietcombank nè, các ví dụ như là PAL lúc nãy là tăng đâu đó là gần trần thì bây giờ là đang giảm lại là chỉ còn tăng 4.83% thôi. Đó rồi PLX cũng trở lại trong phiên chiều nay nè. Đó rồi là HD Bank tiếp tục tăng hơn 1% nè. GVR tăng cũng hơn 1%, FPT tăng hơn 3%. Thì đây chính là những cái động lực chính mà hỗ trợ cho cái đà tăng của chỉ số trong phiên chiều ngày hôm nay. Đó một cái diễn biến rất bất ngờ. Thanh khoản phiên buổi chiều nay thì nó không đến mức là quá cải thiện nha, vẫn ở cái ngưỡng là 13.000 tỷ. Dòng tiền thì tập trung mạnh ở trong cái nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Như anh chị thấy ở đây về cái phân bổ là các thị trường chứng khoán thế giới thì có sắc xanh. Rồi. Thì chúng ta nhìn một tí qua cái phần tự doanh nước ngoài đó. Nước ngoài thì chiều ngày hôm nay thì họ đang bán là gần 500 tỷ, hôm qua thì là chững lại cái đà bán, ngày hôm nay thì lại quay trở lại bán ròng tiếp tục. Bản đồ nhiệt của thị trường hiện tại thì chúng ta thấy là sắc xanh đó là đang nằm ở nhóm ngành ngân hàng nè, nhóm ngành viễn thông công nghệ nè, rồi cái nhóm hóa chất. Hóa chất thì có CSV hôm nay là tím nè đó, rồi Hòa Phát, Hai Sen hôm nay cũng tăng đồng thuận. Chỉ có cái nhóm cổ phiếu bất động sản hôm nay lại có diễn biến là tiêu cực trở lại như là VRE đỏ, Tích, Vinhome, HDG, Nam Từ Liêm, Nam Long thì đỏ, trong khi là ngày hôm qua, hôm kia thì lại khá tích cực. Chứng khoán thì sắc xanh. Đó. Rồi. Về cái diễn biến của thị trường thì chúng ta thấy là về cái mặt thị trường chung á, thì index cái chiều ngày hôm nay thì có một cái diễn biến là khá tích cực, đó là đã vượt qua các vùng kháng cự. Thì như là trước đó thì cập nhật với anh chị em ở thị trường nó sẽ có vùng kháng cự là 1.273 đó. Thì trong cái clip mà phiên sáng thì mới cập nhật anh chị em là thị trường chúng ta nó sẽ có kịch bản là tăng lên kháng cự xong rồi sau đó là điều chỉnh trở lại. Thì nếu mà chúng ta có những cái phiên mà điều chỉnh trở lại thì đánh giá là điều chỉnh trở lại kèm thanh khoản thấp thì nó sẽ là tích cực đó. Còn nếu như ngày hôm nay thị trường chúng ta tiếp tục gọi là break đi lên đó, chúng ta thấy là thanh khoản không có, là hồi thanh khoản thấp á, mà đến những cái phiên trên này nè đó, nó bị bán ngược trở lại thì nó rất rủi ro nha. Đó nó giống như kiểu này nè, trường hồi lên trên nè đúng không đó, xong rồi khi mà nó tiệm cận lên vùng khoảng đâu đó trên này thì nó bị xối ngược trở xuống á, thì cái lúc đó nó sẽ rất là mệt mỏi đó, lúc đó nó rất là mệt mỏi đó. Nếu mà ở trên này ngay đoạn này mà có thanh khoản lớn gọi là bán ra nữa thì kiểu sẽ rất là áp lực. Thì chúng ta sẽ cùng quan sát trong những cái phiên giao dịch kế tiếp. Còn về mặt thị trường thì cá nhân mình thì mình đánh giá là trong cái phiên ngày hôm nay thì như những cái ngày hôm trước cập nhật với anh chị nhóm khách hàng đó là chúng ta phải quan sát cái nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì hôm nay chúng ta đang có Vietcombank nè đó, Vietcombank thì tìm gọi là vùng cản chéo ngày hôm nay là tăng điểm nè đó, nhưng mà tích cực nhất vẫn là BID. BID là hồi vừa cản luôn, ngày hôm nay là vừa cản. Mình thì đang có những cái kỳ vọng là con này nó sẽ có những cái dịp nó lắc lại vùng như 45 đó, retest lại để cho gọi là nó củng cố lại cái đà tăng, sau đó nó break vượt lên thì lúc này là cái nhịp hồi phục nó sẽ gọi là uy tín hơn. Hiện tại chúng ta thấy là ba cây kéo này là đang tương đối là nóng nè đó. Rồi CTG thì ngày hôm nay cũng đang chững lại, cũng đang kỳ vọng là CTG nó cũng sẽ có một cái nhịp nó tích lũy lại quanh đây hoặc là nó có retest lại thì nó cũng là một cái tích cực đấy. STB hồi lên gặp kháng cự nè. Rồi ACB ngày hôm nay là vượt cản nè. Techcombank ở vượt cản chéo nè, lên đây thì gặp kháng cự 23.8.
MB đó, cản chéo là ngày hôm nay là tiệm cận lên lại cái kháng cự là 23. VPBank đó đang lấy lại cái kháng cự trên khung đồ thị daily ở ngưỡng là 19.2. SHB giờ này là vẫn trong trạng thái tích lũy, bây giờ này phải vượt được 12 mới tích cực nha. Đây, LVBank thì vẫn giữ sắc tăng. TVBank thì hồi lên gặp kháng cự nè. VIB thì cũng sẽ có vùng kháng cự ở quanh giá 22. OCB thì đang tiếp cận kháng cự. MSB chiều nay đang ngập ngừng ngay cửa. Ở thì chúng ta thấy là cái diễn biến của nhóm ngân hàng thì nó tích cực nhất là cổ phiếu BD. BD đang đang dẫn dắt chỉ số trong cái giai đoạn này. Thì nếu mà cái cổ phiếu ngân hàng như BD nè, rồi công thương nè, Vietcom nè, STB nó có những nhịp nó trùng lại đó, thì nó sẽ là những cái cơ hội để chúng ta quan sát coi là cái vùng cái cung đó, nó sẽ phản ứng như thế nào. Và nếu mà cái giai đoạn này là các cổ phiếu ngân hàng mà test cung thành công thì có thể là cái đáy của thị trường chúng ta sẽ lại lên quanh quanh đây thôi. Đấy. Và có thể là thị trường nó vẫn sẽ có những kịch bản là nó sẽ lại có những kịch bản gọi là luân xa chiến, ví dụ dòng tiền nè. Như phiên hôm nay chúng ta thấy là PLX đúng không? Đó. Vượt cản này, lên thì còn kháng cự thì điều chỉnh lại này. Nhưng mà đâu đó thì nó có dòng tiền vào trong phiên thì nó cũng sẽ hỗ trợ một phần nào đó về mặt chỉ số này, và những cổ phiếu này thì nó vẫn còn dư địa tăng nha. Đó, những cổ phiếu này thì nó vẫn còn dư địa tăng. Theo nè. PAL thì là lên tiếp cận đỉnh cũ thì bị bán ngược trở ra thì mình không đánh giá quá cao cái cổ phiếu PAL. Bất động sản thì chúng ta sẽ có là Nam Long một Khang Điền đúng không? Nam Long một Khang Điền thì sau phiên ngày hôm qua break ra tích cực thì phiên ngày hôm nay thì nó hơi chững lại. Đúng không? Các cổ phiếu khác như là Dixel thì ngày hôm nay nó sẽ cần có dòng tiền để nó vượt cái cản chéo. Chứng khoán thì đang gọi là hồi phục thôi chứ còn chưa phải là cái trạng thái gọi là quá tích cực. Đấy. Ok, thì cái thế trận trong cái giai đoạn hiện tại thì cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng là cái nhóm mà đang lead cho các cái chỉ số ở trên thị trường. Đấy. Thì ok, thì cái này cái cập nhật ngắn cho anh chị em trong cái phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Thì tới cái thời điểm hiện tại thì thị trường chúng ta đang vận động cũng khá tích cực, khi mà đi ở trên cái vùng này chúng ta thấy là đâu đó thì nó cũng có những cái áp lực là dàn co chốt lãi này đó, thì vẫn quan trọng nhất là cái thanh khoản thôi. Vượt cản nhưng mà chúng ta thấy là vượt cản kèm với cái thanh khoản lớn đó, thì lúc đó nó về mặt gọi là trong cái đồ cơ lướt sóng đó, thì nó sẽ uy tín hơn. Còn ngày hôm nay chúng thấy là dù là một cái phiên vượt cản nhưng mà nó là phiên một cái phiên vượt cản không có thanh khoản thì chúng ta đánh giá là nó vẫn gọi là chưa qua tích cực, cho nên là vẫn có cái khả năng là nó vẫn test lại nha. Và nếu một trường hợp mà càng đi lên thanh khoản mà vẫn thấp như thế này đó, thì chúng ta vẫn gọi là view với nhau đó một cái nhịp hồi thôi, nhịp nhịp hồi thôi, và càng đi lên thì chúng ta sẽ phải càng cẩn trọng nha. Ok, thì cái đó là cái view của mình cho thị trường trong cái phiên ngày hôm nay nha. Cảm ơn anh chị em, chúc anh chị em giao dịch thành công. Anh chị em nhà đầu tư cần người đồng hành, cần người hỗ trợ cập nhật tình hình thị trường thường xuyên liên tục, có thể liên hệ với em Đức theo số trên màn hình nha. Cảm ơn anh chị em.